Rồi, có bạn Dương Taylor Swift có hỏi tôi là: anh ơi, bên anh có độ đèn cho Hyundai Kwid hay không? Và độ xong có bị không đăng kiểm được xe hay không? Thì câu hỏi này của bạn có hai ý. Tôi xin trả lời ý thứ nhất là bên SK Workshop có độ đèn cho Hyundai Kwid, và một bên này sẽ độ 3 quả bi, tức là chúng ta sẽ dùng 3 cặp bi loại 1.8. Thì ngay sau đây tôi sẽ làm clip rất là chi tiết để gửi đến anh em. Và cái ý thứ hai là độ xong có bị không đăng kiểm xe được không? Thì ý này tôi sẽ để đến cuối video tôi sẽ trả lời bạn nha. Chúng ta vào phần đầu tiên nhé, độ đèn. Muốn độ được đèn thì ta phải tháo đèn ra đã. Mà muốn tháo được bộ đèn này ra ấy, bộ đèn headlight này, bộ đèn pha này ra thì chúng ta phải tháo cái cản ra. Đây, thì đây anh em chúng ta hay nói vui là mỗi khi độ đèn là hạ cản ấy, thì những cái cản này đều có chốt, đều có rắc hết. Tháo ra đơn giản lắm và lắp vào chắc chắn rồi. Không thiếu, không thừa và không gãy cái gì của anh em cả. Xe mới chúng tôi làm rất là nhiều. Thì bây giờ đây là bi pha. Đây là pha, cái đèn pha của xe đây. Đây là bộ đèn pha của xe thì tôi có nói rồi, nó là cái chóa phản xạ. Đây là bộ đèn cốt này, đây là cốt này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái hạt led. Thế thì hạt led nó nhỏ xíu ấy. Cái hạt led ở trong này này, nó nhỏ lắm. Nó chỉ tầm độ 5 x 5mm thôi, 5mm x 5mm. Thế thì mỗi cái hạt led nó sáng, nó sẽ hắt vào cái chóa này. Chóa này khúc xạ, sẽ đưa ra ngoài đường kia. Bản thân led ánh sáng nó rất là yếu rồi. Thế thì khi mà bắn ra ngoài đường thì nó cũng không thể là sáng hơn được đâu. Đấy, thì bên phía đằng sau này nó là khung nhôm khá là chắc chắn, nhẹ lắm, khung nhôm mà nhẹ. Còn đây là cái chóa pha. Chóa pha thì có 3 hạt led. Đây. 3 hạt led. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, cũng thế thôi, cũng là hắt thôi. Thế thì nó sẽ đứng vào nhau như thế này. Đứng nhau như thế này để thành một bộ đèn pha này. Thế thì khi chiếc xe này khi nâng hạ ấy, khi mà nâng hạ trong xe nó có một cái nút nâng hạ ấy, thì nó chỉ nâng hạ cái phần cốt rồi thôi. Phần pha là đứng yên không nâng hạ được. Đó, thế thì chúng ta thay cái hạt led này bằng cái bộ bi. Có một bác comment trên kênh của tôi là cái đèn pha này bao nhiêu watt. Chia sẻ với bác là tôi cũng chẳng quan tâm nó là bao nhiêu watt để làm gì cả, vì con số này nó vô nghĩa đối với anh em chúng tôi. Thế nên là mình chỉ quan tâm đến thực tế là nó có sáng hay không. Và nó không sáng thì ta sẽ tìm giải pháp để ta khắc phục nó. Thế còn trong trường hợp ví dụ xe này nó không báo lỗi thì không có vấn đề gì. Trong trường hợp và đối với những cái xe báo lỗi thì chúng tôi sẽ cắm máy vào để đọc lỗi, cắm máy vào để đo xem là cái đèn này nó ăn bao nhiêu ampe. Khi mà bật đèn ấy, công suất tối đa của nó là bao nhiêu ampe, thì khi đó chúng ta sẽ tính được ra cái nội trở, cái điện trở nó báo về lại trong cái hộp để chúng ta đưa cái con trở nó phù hợp vào để nó chống báo lỗi. Còn đối với những cái xe mà sử dụng lệnh Ken ấy, thì nó lại đơn giản quá. Nếu mà sử dụng Ken thì chúng tôi cắm máy vào, chúng tôi đọc Ken lệnh, lọc lấy cái lệnh cốt pha và bắn lại ngược. Tức là khi mà xe bắn cái lệnh Ken bật đèn lên thì tôi, cái bộ điều khiển của chúng tôi nó sẽ đưa ra bộ SCB của chúng tôi sản xuất cái bộ cảm giác độ đèn ấy, thì chúng tôi sẽ điều khiển pha cốt rất là đơn giản. Thế này là những con số liên quan đến công suất đèn, nó không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi cả. Nó tối, ta cải thiện nó bằng cách là độ nó lên và sử dụng nó sáng hơn, nó rất là sáng so với nguyên bản. Đó là điều chúng ta quan tâm, được chưa ạ? Thế đây, quay trở lại cái vấn đề là thay cái mắt chóa bằng bi. Thì ở đây chúng ta sử dụng 6 quả bi Thor Laser 1.8, Laser Projector Headlight 1.8 inch Thor. Cái này là của Aozoom. Bộ này có giá là đi sấp xỉ 10 triệu một bộ. Tôi sử dụng 3 bộ là rơi khoảng 30 triệu, cộng với lại tầm 2 triệu rưỡi cái bộ SCB cắm giác của chúng tôi thì rơi khoảng độ 32 triệu, giá 32, 33 triệu gì đấy. Đấy, khoảng độ 33 triệu là chúng ta lên được một bộ đèn có 6 bi laser như thế này. Ánh sáng nó ra nó khác biệt lắm, khác biệt ghê gớm so với lại trước độ. Thế bây giờ chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ độ 3 bi vào đây, làm sao mà các bi nó nằm trên cùng một mặt phẳng để khi mà chiếu mặt cắt ra ấy, thì nó sẽ phẳng cùng nhau, rất là đẹp. Và cái bi Thor này được cái là nhỏ gọn và rất là thẩm mỹ. Đấy, khi chúng tôi độ lên đây thì nói chung là những cái chỗ mà xước của cái part này thì sao? Trước khi làm chúng tôi đã sơn rồi, nhưng mà con này là do lần đầu tiên làm mà rất là ít xe làm, nên là vừa làm cũng phải vừa nghiên cứu, vừa tìm ra cái giải pháp tối ưu nhất để cải thiện hiệu quả. Thế thì tất cả hệ thống chúng tôi làm lên đây là dây dợ được hàn hết và cắm giác 100%. Cắm giác sử dụng cái bộ SCB tôi đã có đề cập, SCB chúng tôi sản xuất đây.
Đây là cái jack của xe sẽ cắm vào cái bộ SCB chúng tôi, input đưa vào SCB, SCB nó sẽ xử lý trả lại ngược lại các cái lệnh pha cốt ra xe. Và đây là cái cầu chì, đây là hệ thống dây này, dây tôi đi đây. Đấy, dây di sang bên kia. Đây là dây. Đây, dây cầu chì thì để nguồn cấp trực tiếp đi vào bình ở đây. Bình nó đi qua hai cầu chì đây, cấp cho hai bên. Đấy, rất là chuyên nghiệp. Đấy, hai cầu chì ở đây có một bộ dây nữa khá là to nữa. Thì đây là cái bộ dây mà chiếc xe này tôi sẽ độ âm thanh. Xe này xe tôi được âm thanh đi thi đấu. Là cái hệ thống âm thanh của tôi cũng rất là khủng khiếp, nó mấy trăm triệu. Đấy. Thế thì sau khi mà độ xong 6 bi như thế này, mời anh em trải nghiệm phía kia. Nào, bây giờ tôi sẽ bật đèn cốt này. Đây nha, bật đèn cốt này. Đá pha chưa này, đá pha này. Ui giời sáng. Ui giời sáng, đang tắt đèn đá pha này. Đấy rồi. Cốt. Đây. Cốt này. Đá pha này. Đá pha này. Đá pha này. Tắt đèn này, bật cốt này, tắt đèn này, bật cốt này. Đấy, cái đèn cốt này nó sáng rất là nhiều so với nguyên bản, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình nó sáng rất là nhiều. Đây là pha nữa này, pha nó cũng sáng hơn rất là nhiều, nó trải dài ra trước mặt chúng ta, nó bắn xả lắm, 6 quả cơ mà, có phải ít đâu, hơn 30 triệu đổ vào mà nó không khác gì thì vô lý. Đấy nha, để tôi chỉnh đèn cao thấp này. Đấy, khi nào mà tôi chỉnh lên cao ấy, đấy, anh em nhìn thấy không, cái xe này nó lên nó nhích rất là ít thôi. Đấy, nó lên này. Đấy, nó lên này, thấy chưa? Thì khi tôi chỉnh ý, thì là tất cả 3 bi, 6 bi nó đều lên. Chứ nếu mà chúng ta mà độ theo kiểu nguyên bản ấy, chỉ là 4 bi nó lên thì cái đường cắt nó sẽ bị lệch. Đấy. Đây là cái điểm mà tôi hay để đi ngoài đường. Đó, ok. Mặc dù là đèn rất là sáng, tuy nhiên thì cái mặt cắt của nó rất là tốt. Thế nên là khi chúng ta đi ngoài đường ấy, chúng tôi khi mà căn chỉnh đây, chúng tôi sẽ tính là ra đến khoảng 100 đến 120 mét. Cái mặt cắt của đèn ấy, nó sẽ cắt bám xuống mặt đường. Nó cắt bám xuống mặt đường để một là không làm chói người đối diện, hai là chúng ta sẽ nhìn thấy tim đèn nó mới sáng. Nhưng một số anh em độ đèn thì anh em hay lấy là một cái đèn laser để đây chiếu song song nó vào kia để chiếu song song ra ngoài kia thì mãi mãi nó chỉ song song như vậy thôi. Thế như vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tim đèn để thấy là cải thiện ánh sáng nó cải thiện hơn. Thì mỗi người một cách thôi. Cách của tôi là tôi làm 100-120 mét, cái cốt nó bám xuống mặt đường và tương đương với như vậy là khi ta đá pha lên ấy, thì ta sẽ nhìn thấy cái đèn pha nó bám xuống mặt đường ở cách chúng ta khoảng độ 200-250 mét, khoảng đấy thôi, và nó sẽ rất là sáng, nó bám đường để chúng ta quan sát phía đằng trước. Đó là bộ đèn 6 quả bi tho cho con Hyundai Custin ngày hôm nay. Đây là lúc anh em chúng tôi đang đi test ngoài đường, anh em thấy phía trước mặt trời đang rất là tối, tôi tắt đèn này. Đấy, trời rất là tối. Đây tôi bật lên. Đấy. Phía xa xa phía trước kia cái mặt cắt, anh em nhìn thấy là cái mặt cắt nó cắt xuống đường rất là tốt. Đây là cốt đá pha này. Úi. Sáng không? Đó. Đấy, anh em nhìn thấy là người đi bộ phía trước này. Đèn chỉ cắt đến ngang đầu gối thôi. Ngang đầu gối. Đấy. Đến gần thì đến thắt lưng. Như vậy thôi. Thì sẽ không làm chói mắt người đối diện. Đi rất là tốt, ánh sáng cực kỳ tốt này. Úi. Đá pha lên quá là kinh khủng. Đây, đá pha này. Úi, rất là sáng. Câu hỏi thứ hai là độ đèn xong có đăng kiểm được không? Thì xin thưa với bạn là như thế này. Năm nay là năm 2023, 2024. Tôi mua con này là cuối 2023 thì sau 3 năm sau tôi cũng phải đăng kiểm thì đến lúc đấy thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, chứ bây giờ tôi cũng không thể trả lời được với bạn là độ đèn này xong có đăng kiểm hay không. Nhưng mà tôi biết chắc một điều rằng ấy, so với việc sử dụng đèn zin, tôi đã đi rất là nhiều cung đường với vài nghìn cây số với chiếc xe này rồi, so với việc đèn zin và độ cái đèn này lên thì nó sáng và an toàn hơn rất là nhiều. Tốt nhất là chúng ta hãy an toàn trong 3 năm đó đã, còn khi mà chúng ta đi đăng kiểm thì chúng ta lúc khi đấy sẽ nói chuyện tiếp, chúng ta sẽ có nhiều giải pháp sau 3 năm. Còn hiện tại thì tôi không thể trả lời bạn được là độ xong nó có đăng kiểm hay không. Đó là toàn bộ quá trình mà anh em chúng tôi đã độ đèn cho chiếc xe Hyundai Custin này. Giá thì hơn 30 triệu cho 6 quả bi như thế này. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.